Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món rất đơn giản nhưng cũng rất ngon. Đó là món cà tím kho nước mắm, sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Nguyên liệu gồm có là cà tím, ít hành lá, tỏi, hành củ và 3 trái ớt nhé. Mình cắt mấy gốc hành ha. Cái gốc hành này mình cho nhiều vào thì nó ngon thơm thôi chứ không sao hết. Có bao nhiêu mình cắt vô đây cho nó ngon. Mình cũng cắt nhỏ vừa vừa thôi cũng được, không cần phải băm nhuyễn quá nhé. Rồi mình cho vào dĩa ha. Kế tiếp là mình đập bếp củ tỏi ha. Tỏi là tỏi cô đơn, tỏi là tỏi ngon lắm. Mình đập nhẹ xong mình băm ha. Mình cũng không cần băm nhuyễn lắm, mình cũng băm vừa vừa thôi ha. Nó lọt trong đây. Băm 2 trái ớt ha. Lát mình kho cho nó cay cay cho ngon ha. Nếu ai thích cho ai sẽ ăn cay thì cho vô, mà còn không thì thôi, không sao ha. Không cần thiết. Ở nhà mình ăn cay được thì mình ăn cay, còn ai không ăn cay được thì không cần thiết mất ớt này nhé. Thế tiếp là mình cắt hành lá ha. Mình cắt để sẵn nhé. Mình rắc lên trên cà cho nó ngon hơn. Tiếp là mình cắt cà ha. Cà mình cắt xéo xéo nhá. Cà mình rửa sạch thôi, mình không cần bóc vỏ. Rồi bây giờ mình dùng một cái chảo ha, mình dùng một lượng dầu vừa vừa này này để mình chiên cà ha. Khi cà nó sôi rồi, nó tăn này này, bây giờ mình cho vào mình chiên ha. Mình cũng để lửa vừa vừa thôi chứ đừng có lớn quá cũng được ha. Lửa vừa thôi cũng được, không cần phải lớn quá. Cà tím này ăn tốt nha mọi người, chứ không có độc nhé. Đó, mình trở mặt lại ha. Khi mình chiên xong được 1 phút là mình trở mặt lại. Thấy nó vàng rồi mình trở mặt lại nhé. Tại cà này mình thích cắt tròn cũng được, và mình cắt xéo cũng được ha. Mình cắt sao mà mình ăn được. Khẩu vị của mình thích ăn xéo tròn gì cũng được, tùy theo mình sở thích của mình thích cắt. Khi nó vàng rồi thì mình dùng một cái chạm, dùng một cái dĩa và một cái miếng chống thấm ha. Mình cho vào đây cho nó thấm dầu bớt đi ha. Rót dầu bớt đi nhé. Đó, cái nào vàng thì mình gắp ra. Cà nó rất mau chín nha. Cà tím nó mau chín lắm. Mình chỉ việc mình nướng sơ, mình làm nước mắm, hành, tỏi, hành là cũng ngon rồi. Đó, cái này mình kho ha. Mai mốt mình lại làm nước mắm, mình làm cà nướng cũng ngon lắm mọi người. Cà nó rất dễ ăn. Mình cứ tiếp tục cho vô ha. Mình thấy nó vàng mặt rồi mình lấy ra ha. Giờ mình bật bếp tiếp. Ở đây mình vẫn còn cái dầu nãy mình làm á. Lại cho tỏi vào đây ha. cho hành vào đây luôn, chỉ lên cho cái mình rang mình chia lên cho hành mình thơm ha. Rồi tiếp tục mình cho miếng ớt vô, ít thôi, làm vậy cái mình làm nửa thôi ha. Bây giờ mình cho một muỗng canh nước mắm vào đây nhé. Rồi một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh lưng đường nha, lưng thôi. Và một muỗng canh tương ớt, cho tương ớt vào cho nó thơm ha. Cái muỗng này nó sâu quá, mình cho vậy là vừa rồi ha. Tí xíu tiêu. Và kế tiếp là một muỗng cà phê bột nêm nữa nhé. Giờ mình đánh lên. Ở đây là mình cho một muỗng cà phê đường màu của mình vừa rồi mình làm cho mọi người kìa, mình giới thiệu cho mọi người ấy. Mình cho vào đây một muỗng đường màu luôn ha, nước đường màu để mình tạo cho ra cái màu cái dán cho nó đẹp ha. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Khi nó sệt sệt rồi mình cho nửa chén nước nhé, nửa chén nước vào đây, nửa chén nước lọc vào đây. Rồi bây giờ mình cứ đánh lên cho nó sôi, cho nó sôi, cho nó rạc rạc nước lên ha. Mình cho nó sôi chừng 2 phút đi ha. Mọi người nhìn thấy cái nước sốt của mình ngon không? Nước mắm mình chiên lên ngon chưa? Nó thơm lắm mọi người ơi. Vừa cay, vừa tỏi, vừa ớt, thơm ghê. Nếu mọi người không ăn cay được, đừng có cho ớt trái nhá, chỉ cho ớt tí ớt tương vào thôi. Có ớt tương vào nó mới thơm ngon được nhá. Rồi bây giờ cái nước của mình nó đã rạc được 2 phút rồi, mình cho nó rạc lại rồi. Nó sệt đây này. Đó, nó cứ rẻ đây này. Bây giờ mình cho cà mình chiên rồi, bây giờ mình cho vào đây ha, để mình kho ha. Mình có thể cắt lớn hơn một tí xíu cũng được, nhưng mà mình thích cắt nhỏ nhỏ như vậy, mình kho cho nó mau thấm á, ăn nó ngon nhé. Mình cho vào đây. Bây giờ mình trộn lên. Mình thấy cái cà mình ngon mọi người ơi. Mình thấy thơm chưa? Bây giờ mình để cho 1 phút nữa đi ha, cho cái cà mình nó rạc xuống cho nó thấm cà của mình ha, cho cái nước nó rạc lại nhá. Đó, nhìn thấy cái nước của mình này, nó sánh nước lại này, thấy không? Sánh nước ngon không? Rồi, mình để lại cho nó sánh nước lại ha, rất ngon mọi người ơi. Món đơn giản nhưng mà nó ngon. Rồi nó sánh ngay rồi, bây giờ mình trộn cho nó đều ha. Đó. Mình phải chừa tí xíu nước để lát mình chan mình làm nước kho mình ăn nhé. Ồ, nó sẵn đẹp lắm mọi người ơi. Thấy miếng cà của mình nó ngon chưa? Có cái nước này. Rồi, nước nó sẵn lại nha. Nước cái dẻo quẹo lại nha. Đó. Mình thử coi nó vừa chưa nhé. Nước vừa ăn ngon ghê mọi người ơi. Đấy, mình phải chừa lại nhé. Đây cái nước này. Nước nó sẵn quẹo lại này. Đấy. Bây giờ mình tắt bếp đi nhé. Như vậy là cà kho của mình đã xong rồi đó. Giờ mình tắt bếp đi ha. Bắt đầu mình rắc lên đây một ít hành lá nhé. Ít hành lá này. Mình cho nó đẹp này, cho nó ngon này, thơm hành ha. Rồi. Mình cho tí xíu tiêu đó. Rắc ớt lên. Ai thích ăn cay thì cho, mà không ăn được thì thôi ha. Đấy, chỉ có nhà mình ăn cay được thì mình rắc lên thôi. Cà tím kho của mình đã xong rồi, bây giờ mình múc ra dĩa mình mời mọi người cùng ăn thôi. Như vậy là món cà tím kho nước mắm của mẹ mình nó hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với hai mẹ con mình nhé. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Đây hai mẹ con mình chuẩn bị cơm luôn, mình ăn cơm luôn. Đây có chén cơm. Món này mình ăn cũng như ăn cơm các bạn. Ồ, thấy cái nước rất là đẹp các bạn ha. Nó kẹo này luôn các bạn ha. Các bạn xem kỹ nè. Đó, cái nước này các bạn. Thấy không? Cái nước này chan vào cơm ăn cũng ngon đó các bạn. Chan vào cơm. Các bạn có nghĩ là một món đơn giản như này mà mình có thể ăn cơm rất là ngon không? Sẵn sẵn nó bẹo này. Nó kẹo luôn á. Đây em cho. Rất là đơn giản ha, nhưng mà nó thơm các bạn ơi. Lúc mà từ lúc mình nấu á, lúc này mình kho là thấy nó thơm rồi. Đây đó. Như này là được một bữa cơm rồi nha. Rất đơn giản, rất rẻ tiền mọi người. Hai cái cà mấy ngàn bạc. Đúng không? 3 trái và củ trái của mình cho tụi lãnh về hư hết, còn 2 trái. Ăn vào thấy nó ngon hẳn lắm, thơm. Ngon lắm. Dễ ăn. Có tiêu nè. Ăn nó ấm ướp. Ngon lắm ạ. Thấy lúc mình chan vào cơm này, cái màu có đẹp không? Cái này mà ai ăn chay á thì có nước mắm không? Có nước mắm chay, còn mình lấy đồng nước mắm mặn hoặc là tỏi, không có, đừng có cho tỏi. Món này ăn chay rất là dễ nữa mà nó ngon ha. Ngon thiệt. Ăn chay đối với người bên Phật giáo ha. Còn người Công giáo thì cái này là ăn chay rồi. Mình ăn chay vậy được rồi, không ăn thịt là được. Ngon. Nó càng cắt là vừa vậy, nó mau thấm, nó ngon lắm mọi người. Cái miếng cà nó mềm mại các bạn, mềm mại, màu sắc vẫn giữ lại đẹp không? Thấy không? Đơn giản. Cái nước này mình có thể chan vào ăn luôn, đúng không? Nước này kẹo kẹo, kẹo này nè, sệt sệt lại nè, thấy không? Ăn như ăn rau củ quả vậy đó, nó mát lắm. Cắm vào mềm mại. Mềm ngon không? Ngon lắm. Nhưng mà bạn nghĩ là có nên lưu ý cái này không? Ví dụ như là sao mà đừng để cho nó mềm quá, sợ nhiều khi nó nhão quá. Cái này là mình chỉ chiên, cái lúc mà mình chiên mình chỉ chiên sơ thôi á. Chiên sơ rồi vớt ra, bắt đầu khi mình rim nước đó là mình rim vừa vừa. Với là hơn nữa là mình nếu mà mình muốn nó không ấy, mình cắt dày hơn chút xíu. Tại vì nhà mình thì mình cắt hơi nhỏ đấy. Còn mọi người nhớ là cắt to lên tí xíu cũng được. Tùy các bạn ha, tùy khẩu vị mọi người đó. Khẩu vị mọi người, nhà mình ăn cái gì hay cắt nhỏ nhỏ đây này. Mọi người có thể cắt gấp đôi vậy cũng được. Nhưng mà tại sao phải chiên trước? Chiên trước cái cà nó mới ngon, nó mới săn lại hả? Nó săn cái cà của mình lại. Nó thơm hơn. Đúng rồi. Chứ không mình kho không thì cái cà của mình nó không có sắn lại cái miếng cà, ăn nó ngon lắm. Các bạn nhớ nha. Chiên cái. Nhưng mà chiên đừng chiên kỹ quá. Đừng chiên kỹ quá, đúng không? Đừng chiên kỹ quá. Mà mọi người cứ cắt to lên chút, cắt to hơn mình cũng được. Như nhà lại mình nhằm chứ ăn cắt nhỏ. Nước này các bạn. Đó. Nước này các bạn ăn biết là chan vào cơm, ăn được cơm đúng rồi. Ngon lắm. Đơn giản, làm miệng, ngon. Mình chúc các bạn vào bếp và thực hiện món cà tím kho nước mắm này thành công nhé. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực làm tiếp những món ngon hơn, hấp dẫn hơn gửi đến các bạn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ xin chào các bạn, bye bye. Bye bye, xin chào mọi người nha.